đứa nào đã nhận tiền của Tàu Cộng bằng cách là tụi nó đã đút lót cho vợ chồng con chúng bay ngõ sao tiêu lòn để chúng bay làm việc theo ý của chúng nó. Bọn Tàu Cộng hung dữ ác độc. Bọn Cộng sản Việt Nam chúng bay cần biết là sẽ có động đất tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây ở khu vực này. Đây là Nga Xô, Tàu Cộng, Bắc Hàn và phía này là Nhật Bản. Đặc biệt, đất nước Tàu Cộng, Bắc Hàn sẽ bị chìm xuống biển nước và một phần đất Nga Xô cũng thế. Khi sự việc này xảy ra thì người dân bản xứ ở tại Trung Cộng, ở Bắc Hàn và ở Nga Xô, họ sẽ nổi dậy và họ sẽ bầm bọn Cộng sản hung dữ, ác độc, độc tài bấy lâu nay. Và khi sự việc này xảy ra thì bọn Cộng sản chúng bay ở tại Việt Nam cũng sẽ bị người dân bản xứ chính ở tại Việt Nam sẽ nổi dậy và sẽ bầm chúng bay ra. Ta cảnh báo cho chúng bay để chúng bay còn có cơ hội lập công chuộc tội. Vì thế chúng bay hãy mau mắn nghe lời ta dạy bảo là tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào gấp. Thì may ra ta có thể nan nỉ đồng bào tha thứ tội ác của chúng bay bấy lâu nay. Và đây là hình ảnh ta làm đậm hơn để cho chúng bay học hỏi và xem xét. Kỳ bầu cử kỳ này, bọn nào đứa nào thân Trung Cộng thì chúng bay chắc chắn sẽ bị người dân sẽ nổi dậy và xử tử hình chúng bay khi động đất tsunami xảy ra. Và động đất tsunami sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây. Và đương nhiên sau khi chết chúng bay sẽ bị nhốt chung với ác hồn Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Khi mà động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, đây là hình ảnh rất rõ ràng, đã cảnh báo trước. Lúc đó, Tàu Cộng 1/3, đất Tàu Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và lúc đó là lúc thế giới Cộng sản sẽ bị tiêu diệt ở khắp mọi nơi, cũng như những kẻ giàu có hung dữ ác độc ở khắp mọi nơi sẽ bị tiêu diệt hoặc là gặp những cuộc sống rất là khó khăn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hình ảnh này rất rõ ràng. Hoặc là bọn Cộng sản giàu có và những kẻ giàu có hung dữ ác độc sẽ bị triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong xử tội chúng bay. Vì thế, vấn đề ở đây là không phải Nguyễn Tấn Dũng thắng cử hay là Nguyễn Phú Trọng thắng cử, mà là Trung ương Cộng sản Việt Nam mau mắn nghe lời ta dạy bảo là trao trả quyền lãnh đạo và phục vụ đất nước do chính ta, Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Gióng, làm việc cùng đồng bào gấp. Bởi vì động đất tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây và lúc đó là lúc mà thế giới Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Nếu chúng bay nghe lời ta dạy bảo thì chúng bay có thể được cứu, cũng như con cháu chúng bay sẽ được cứu. Bằng ngược lại thì chúng bay sẽ bị tiêu diệt đời này và nhiều đời sau. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay, bởi vì động đất tsunami, nước biển dâng tới mây sắp xảy ra, và ở tại Á Châu sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất là ở tại Tàu Cộng, Bắc Hàn và Nga Xô. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay.
ông đẹp quá. My goodness. So beautiful. Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, con cổ nè. Ồ. Cái đầu nè, con cổ là cái mình nè. Wow, đẹp quá. Con rồng quá. Wow. Wow, thấy đầu rồng không? Con rồng không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng đấy à. Thấy không, rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, rồi đuôi kìa. Wow. This is the dragon, big dragon, the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow. Thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Right there. Đây ông rồng vĩ đại.